sắp gặp con rồi, sắp gặp con mình rồi. Con em đâu? Rồi bây giờ để cho một cái buổi sáng nó năng động hơn thì xin mời các bạn chuẩn bị để tập thể dục. Vô. Cho em nhập music được không? Rồi xin mời âm nhạc đi ạ. Tắt tắt lên xin. Mình biết không? Đó, mày mới. Anh nói chẳng có đẹp gì. Ủa? Quảng cáo, quảng cáo. Trời ơi, gì mà không có quảng cáo mới. Bỏ đi. Có những lúc chuyện nhỏ tưởng như là không. Ủa? 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 Quy đi chân kinh đó kinh lên nào quan rồi tao phải dùng năng động lên. Tập cái này biết kỳ quá rồi anh cho Quy ơi. Rồi, hô khẩu hiệu trước khi đi vào và thay đồ hoặc chuẩn bị đi ha. Rồi. Em chưa về. Thì ngày hôm nay thì chúng ta có buổi sáng nói chung là đầy đủ ha. Có câu chuyện vui, cũng có câu chuyện kinh dị. Kinh dị. Vậy. Rồi cũng có những lúc tập thể dục thể thao, sức khỏe dồi dào. Có những lúc chuyện nhỏ tưởng chừng như tụi mình xong rồi đó. Đúng vậy. Nhưng mà chưa đâu, còn cả một ngày dài nữa. Yeah. Đúng quý vị thân mến, xin hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi. Đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Yeah. Chuyển đến địa điểm tiếp theo. Trò chơi chúng ta có tên là đấu vật đùi. Thì sẽ chia ra một người phòng thủ và một người tấn công. Người phòng thủ thì sẽ kẹp đùi của mình ở bên ngoài và người tấn công sẽ để đùi của mình ở bên trong. Mỗi lượt chơi sẽ trong vòng 30 giây. Nếu như mà người phòng thủ giữ nguyên được đùi của mình không bị banh ra là coi như người đó thắng. Và ngược lại, người tấn công nếu như banh được đùi của đối thủ trong vòng 30 giây là người đó thắng. Thì bây giờ mọi người sẽ chủ động chia cặp đấu với nhau. Cái này là thành tích cá nhân chứ không có chia đội gì hết. Rồi, ai chọn ai? Cái vụ đùi đùi này là tôi là yếu ạ. Đùi em yếu luôn. Yếu luôn, tôi yếu luôn. Em yếu luôn. Vậy là chỉ có rít mạnh thôi. Rít mạnh thôi. Yếu luôn. Không, chưa chắc. Em chơi anh Giang đi. Giờ với anh Giang đi. Em chơi với anh Giang hả? Ừ. Sao anh chơi lại em được? Thôi, vậy em sẽ chơi với anh Huy. Hả? Sao lại chọn, sao lại chọn thầy? Đúng rồi, chọn quá hay okay. Em. Em chơi anh. Trời ơi. Không, em đổ ra. Ok. Rồi, cứ qua lại thôi. Đấu nhau chứ. Đấu nhau. Sang chưa? Một, hai, ba, bắt đầu. Em chưa mà. Em tấn công đi. Rít, tấn công đi. Hay quá. Trời, Quy là quỷ đó, phải chưa? Đường đâu? Quy là bóp xịt mà. Ủa, sao Quy né? Quy bị tuột vậy. Vô. Quy ơi, sao em cắm đầu vậy? Cứ đầu lên, sống với đời đi em. Dạ. Cái gì nữa trời, cố gắng lên Rít. Quy gắn lên đi. Quy đi. Tuột. Vô, vô lại. Ờ. Dạ. Hai đứa ôm nhau đi. Hai đứa ôm nhau để chơi. Rồi, lượt một Quy thắng. Chị Trang, Quy của em. Ủa? Thay đổi thôi. Đúng rồi. Thay đổi thôi. Kéo ghế gần cho anh Quy. Trời ơi. Thay đổi hả? Xíu nữa. 3, 2, 1, go! Hay quá anh Quy. Quy hay quá. Quy hay quá. Mạnh lắm. Hay vô dụng quá. Trời ơi. Hay quá. Quy thắng. Đá mạnh thôi cho cố vô. Đá mạnh cho cố lên. Cầu thủ. Lấy vô làm vô. Chuẩn bị 3, 2, 1 vô. Đau được quá. Đau được quá. Chơi gì vậy? Đau được quá em ơi. Em lên làm ơi. Cũng đau lắm ơi. Còn cái đầu, còn cái đầu kia. Anh nhìn cái đầu. Trời, bóp cổ luôn. Bóp cổ anh tấn rồi. Chọt bẻ rồi.
móc mắt tôi. Móc mắt rồi, rồi. Sáng. Lần nữa. Rồi. Tới lượt Tuấn tấn công, Tuấn để trong. Anh nhau giọt bẻ rồi, mày đang đi giọt bẻ. Giọt bẻ. Tôi đau thiệt. Đau đớn lắm luôn á. Giọt bẻ rồi. Gì vậy? Không, giọt bẻ. Tôi để tôi. Giọt bẻ. Không phải là ngày đến đó, ngày mong. Không, ngay đây, ngay đây. Giọt bẻ. À. Hết liền đúng không? Không. Không có liệt luôn rồi. Liệt luôn. À, liệt ơi. Ai da giọt bẻ rồi. Rồi, anh sẽ chỉ cho cái mẹo. Để như mình đó hết ra là chơi chân này. À, đau quá. Giờ tới anh ở trong phải không? Đúng rồi. Rồi, sẵn sàng. Đau đớn quá. Một, hai, ba, bắt đầu. Ây da. Làm thắng rồi, chắc làm thắng rồi. Vô đi. 30 giây thôi đó, 30 giây thôi đó. Bẻ cái sống mũi. Cái sống mũi, cái càm kìa, càm kìa, càm kìa, càm kìa, càm kìa. Cái càm anh ơi. Anh ấy trời xem. Em móc mắt tôi hoài. Em móc mắt tôi hoài à. Đuôi giật đùi chứ không có đánh lộn. Thôi. Hé vàng, hé vàng. Hé vàng. Sao vậy? Ai vậy? Tâm bơ đi. Tâm bơ đi. Tâm bơ đi. Bên kia luôn, bên kia. Bên kia. Đây. Ủa gì vậy? Hết giờ. Hết giờ. Ủa? Làm thắng rồi đó. Làm thắng rồi. Tiếc quá. Tiếc quá. Wow. Rồi. Sao cặp đấu này sao? Tương quan lực lượng nó khác vậy? Ủa? Sao? Ủa? Mắt cười. Em chưa hành chưa? Rồi cái chân yếu để cái tới cái cổ anh Giang rồi. Em chưa hành chưa? Em chưa hành. Nói thiệt em yếu lắm. Hiểu không? Em đang lạnh lắm, rung nó hết người. Anh cũng lạnh mà. Đồ nhân khỏe nha. Trời ơi, có ăn chó kìa. Vô. Trời ơi. Anh già giỏi nha, tại vì anh già cũng chạy bộ lắm á. Cố lên anh già ơi. Cố lên. Ơi. Cố lên. Cái gì mặt đỏ như vậy? Mặt anh cố lên nổi chưa? Ra rồi, anh già ra rồi kìa. Em anh già ơi, rồi, em hay bị té re đó, em làm sao mà nó làm một kẹp lên đi. Ừ. Rồi, ra ra đến ngược. 3 4 3 Hát rồi, anh già có thắng. Ủa, già ra rồi mà. Đâu? Ra tẹt quẹt rồi. Tẹt rồi. Tao bung ra mới tết cho. Ôi hả? Ra được bung ra. Đúng rồi. Giờ tới lượt tôi. Quá trời, ghê ta. Đừng có giỡn với tôi. Ừ. Hiểu cô lên nha. Em lợi thế tại chứ em dài hơn. Ừ, đúng rồi. Có. Không có. Chương dài khó chơi hơn. Nghe chưa? Khó hơn. Chương dài khó chơi hơn. Sẵn sàng chưa? Đâu có vô khớp rồi. Vô khớp. 1, 2, 3, bắt đầu. Anh chưa lại hết gồng dữ vậy. Từ không đi lên gồng làm cấp nè. Rồi trời. Hiểu ơi, Hiểu ơi. Anh Giang đâu đó, em tập trung vô đi. Anh Giang, anh Giang lắm á. Giang anh Giang lắm á. Anh là trường Giang là anh Giang hay trường đoạn đó. Trời ơi. Anh làm em bất ngờ đó. Trời ơi. Đẹp lắm. Ngày xưa tuổi trẻ của ảnh cặp đùi này đã từng lấy ảo. Anh Giang ơi, cố lên đi. Cố lên. Anh phải cố lên. Cặp đùi này trời gì. Kéo bao mong. Nhiêu xe rồi. Quê. Quê. Con hiểu. Đấu lại. Hả? Quê thì lực cuối. Lực cuối đâu sao? Lực cuối đâu sao? Đi chen vậy. Quánh tư tì đi. Quánh tư tì đi. Quánh tư tì đi. Quánh tư tì được chọn. Tấn công hay phòng thủ? Ừ. Thôi bây giờ trắng cụ trỏ vô đi. Con nào A trước. Quánh tư sĩ. Ra gì? Trời ơi khuya rồi. Khuya rồi anh. Cứ ra là gì nữa hả? Em được bao đó. Hai. Chưa ba từ. Hai ba. Trời anh thủ hay là anh không? Rồi, anh chọn đúng không? Anh chọn. Anh thích kẹp thôi. Hết sức rồi. Rồi. Cho em ôm anh nha. Thôi, ông chọn rồi đó. Thôi, ôm anh đi. Hả trời. Rồi, níu cả. Kẹp cả sao. Vịnh đi, cho em chỗ nào vịnh đi. Đây, báo phiếu đi. Vịnh tôi đi. Đó đúng rồi, hợp lý á. Vịnh tới đi. Cái gì vậy? Đó. Anh đang chơi đó. Đúng rồi. Ủa ta chơi bình thường mà. Không. Anh phải dỡ cánh lên. Anh rồi. Rồi. Không, mình có thế. Rồi chơi đi. 3 2 1 vô. Rồi. Trời Hiếu ơi, chơi thiệt. Hiếu ơi. Hiếu ơi. Bung dành khắp hán ra liền. Anh lên tới Hiếu ơi, Hiếu ơi. Này đi. Này. Ra rồi. Ra rồi. Này. Hiếu ơi. Này liền. Hiếu ơi, ra rồi. Này. Ra rồi. Hiếu. Ra hết sạch rồi. Lẹ đi, sắp gặp tao rồi. Hiếu ơi. Bây giờ
khó lắm, cái đồ tôi bạch lắm, cái đồ tôi này. Trời Hiếu ơi, nát cái con em đâu? Ba người thắng đúng không? Bên đi à? Con em đâu? Nó điên rồi. Hai thắng. Trời ơi. Ủa? Trời á. Trời ơi. Vô bên trong anh luôn. Chú ơi. Đó. Ủa? Nó đùng hết toàn thân luôn á. Ủa? Mày, con mong á. Tại ghiềm nó dễ hơn. Vô thịt anh luôn. Cái người kia phải ráng dùng sức để banh, còn mình cứ giữ sức để ghiềm thôi là dễ hơn. Rồi như vậy là Trần Giang, Lâm và Ngô Kiến Huy là thắng trong trò chơi đấu vật đùi này ha. Các bạn sẽ có lợi thế hơn khi đến tham quan tại các trại yếm. Còn ba bạn còn lại dĩ nhiên là yếu thế hơn rồi. Đón xem Nữ Chủ từ 13 tháng 1 trên VION. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.